Hello hello, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Không biết là bao lâu rồi Johnny chưa có một clip nào quay siêu xe trên phố trở lại cùng với anh em. Hôm nay thì mình sẽ lên phố, làm một vòng phố và quay những mẫu xe đáng chú ý đang xuất hiện các bạn nha. Hôm nay là thứ bảy ngày 12 tháng 10 và như các bạn quan sát ngay phía sau mình là một chiếc Ferrari 488 GTB. Và bây giờ thì mình sẽ quay cam lại và cùng anh em chiêm ngưỡng em nó nha. Và đây chính là chiếc xe đáng chú ý đầu tiên xuất hiện trong vlog ngày hôm nay, một chiếc Ferrari 488 GTB đang đỗ tại góc của khách sạn Metropole Hà Nội. Một chiếc xe có lẽ là cũng đã khá quen thuộc với anh em nào mà thường xuyên lên phố ngắm xe hay là thường xuyên nghe xem những cái clip siêu xe trên phố của Johnny Supercar Vlog. Chiếc này thì có ngoại thất màu vàng, mâm sơn đen. Chủ nhân thì cũng khá là thường xuyên lên phố vào ngày thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật anh em nhé. Đó, siêu xe Ferrari 488 GTB. Các bạn nhìn cái bộ mâm được làm sơn đen này. Đấy, có logo Ferrari tại vị trí chính giữa này. Nước sơn màu vàng và mui xe được sơn màu đen các bạn nhé. Đây, các bạn thể quan sát lại phần đầu trước khi mình đi ra cái phần sau cho anh em chiêm ngưỡng. Ferrari 488 GTB thì bây giờ không còn được sản xuất nữa rồi. Đó, một chiếc xe có sức mạnh hơn 600 mã lực. Đây, các bạn nhìn phần đuôi này. Em này thì dùng động cơ tăng áp các bạn nhé, hơn 600 mã lực. Và trước mặt chúng ta đây là một em Porsche 911 Targa với biển số định danh 30H56789 các bạn nhé. Một chiếc biển số định danh quá đỉnh cho một chiếc Porsche 911 Targa luôn anh em ạ. Đó, ngoại thất màu xanh và biển số chính là điểm đáng chú ý nhất. Biển số này mà bây giờ nếu như còn đấu giá thì chắc là cũng khoảng đôi ba chục tỷ anh em ạ. Nhìn mê dã man luôn nhá. 911 Targa là dòng xe thiết kế dạng mui trần và đặc biệt của nhà 911. Nó khác với 911 Convertible khi cái phần mui mềm nó chỉ nằm ở vị trí chính giữa này thôi. Mặt sau nó sẽ có một cái tấm kính và một cái thanh Targa. Đây các bạn có thể quan sát này, logo Targa trên cái thanh Targa. Và đây là chiều ngang của chiếc 911 Targa mang biển số đỉnh của đỉnh này. Đó, bây giờ thì mình sẽ vòng ra phía sau quay cái phần đuôi cho anh em xem nhé. Cho anh em xem cái phần đuôi của chiếc 911 Targa mang biển số đỉnh của đỉnh này. Các bạn nhìn cái vòm bánh sau này, nó được thiết kế đỉnh không? Cái vòm bánh sau mở rộng. Và đây chính là cái phần mui cũng có màu xanh giống như phần sơn ngoại thất của xe. Đây chính là phần đuôi này các bạn này. 911 Targa 4S với biển số 30H56789 quá đỉnh luôn. Đó, các bạn nhìn cái phần đuôi nó mê làm sao. Thực sự là biển 30H56789 này bây giờ mà còn đấu giá thì chắc cũng phải đôi ba chục tỷ anh em ạ. Quá đỉnh, 30H lại còn 56789. Chiếc này mà mở mui ra trông cũng cực kỳ đỉnh các bạn nhé. Nó khác biệt so với 911 Convertible. Đây chính là phần đầu của chiếc Lexus GX550 này các bạn này. Thiết kế hoàn toàn mới của Lexus GX550 với bộ mâm thiết kế dạng là đa chấu này. Đó, các bạn nhìn thấy phần đuôi đẹp không? Đó, GX550 giá hơn 6 tỷ tại trường Việt Nam. Cụm đèn hậu rất nổi bật. Đấy, khi nó sáng lên này các bạn này. Lexus bây giờ cứ vuông vuông vậy. Đây, các bạn có thể quan sát này. GX550. Đây là chiếc đầu tiên mà mình bắt gặp di chuyển trên đường phố các bạn nhé. Bye bye em nó. Trước mặt chúng ta là một chiếc Bentley Flying Spur. Đây là phiên bản Veta 4.0 lít. Và em này thì của chủ tịch tập đoàn Hòa Phát các bạn nhé. Với động cơ Veta 4.0 lít anh em này. Và cái ngoại thất màu bạc quá đẹp luôn. Và ngay phía sau đây thì chúng ta có một chiếc Rolls Royce. Đây là Rolls Royce Ghost. Được độ một số chi tiết của Mansory. Ví dụ như lưới tản nhiệt này, hay là bộ mâm này. Đấy, phần đầu độ của Mansory, thế này là nhìn nó chiến hơn rất là nhiều. Đây là Rolls Royce Ghost anh em nhé. Đây này, Ghost độ Mansory. Còn độ ngay phía trên là một chiếc Bentley.
Đó, Bentley Flyspur V8 này. Bạn chiêm ngưỡng phần đầu của em đó này. Bentley Flyspur V8 anh em nhá. Quá đẹp luôn này. Phía sau là Rolls-Royce Ghost độ Mansory. Và thì trên đây thì chúng ta có thêm một siêu phẩm nữa là một chiếc BMW 7 series. Đây là 735 M Sport. Cái ngoại thất màu lạ chưa anh em này. 735 M Sport anh em nhá. Thiết kế hoàn toàn mới và cái màu trông cũng rất lạ luôn. Nhìn cái màu trông nó màu hơi tím tím anh em. Nhìn thực tế thì nó là cái màu giống với màu xám, nhưng mà khi mà lên hình như này thì trông nó hơi tím tím anh em ạ. Một chiếc Porsche Taycan, một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện. Và em này thì có biển số đến từ Hà Tĩnh anh em nhé. Ngoại thất màu cũng khá là đẹp, màu gần giống màu cà phê sữa đó các bạn. Cái cụm đèn hậu dạng LED chạy ngang nó tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe. Một chiếc xe chạy điện hoàn toàn và tiêu chuẩn nó giá khoảng hơn 4 tỷ ở Việt Nam. Và turbo thì nó khoảng 7 đến 8 tỷ anh em nhé. Chiếc xe đến từ Hà Tĩnh này. Đây, chiếc Taycan biển số 38A này. Màu quá đẹp luôn anh em ạ. Siêu phẩm Rolls-Royce Quillen phiên bản độ Mansory. Rolls-Royce Quillen Mansory. Hai chiếc tại Việt Nam và số lượng trên thế giới cũng là siêu ít. Các bạn nhìn cái bộ mâm của em nó xoay kìa. Trời ơi, hệ thống treo rồi. Gặp em nó khá nhiều rồi nhưng mà lần nào gặp cũng phải suýt xa trước cái vẻ đẹp quá là đỉnh cao của em nó. Tiếp tục xí theo em nó. Rồi em nó sinh nhan rồi các bạn. À đâu, đi thẳng chứ sao sinh nhan được đoạn này nhỉ. Ồ, nó mâm nó xoay. Ôi. Chất lượng thực sự luôn. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một chiếc G63 AMG biển 33666 vào này. Một chiếc xe siêu hot một thời, nhưng mà bây giờ thì độ hấp dẫn của em nó đã kém đi rồi. Giá bán bây giờ cũng đang giảm dần. Thậm chí xe lướt bây giờ chỉ loanh quanh 8-9 tỷ thôi anh em nhé. Còn đây thì chúng ta có một chiếc S400 Maybach. Một chiếc BMW 330 M Sport đời mới này. Có S-Class Maybach này. Chiếc này cũng có ngoại thất màu đỏ đỏ anh em ạ, không phải là màu đen. Hôm nay thì mình lại bắt đầu lượn phố và quay xe trên phố cho anh em chiêm ngưỡng nhé. Chiếc xe phía trước là một chiếc Honda HR-V, xin lỗi các bạn, BRV. Đây là Maybach này. Volvo này. Uầy, sinh nhan trái rẽ phải ảo ma Canada thế nhở. Đối diện chúng ta có một chiếc Mini Countryman được chủ nhân độ bộ mâm trông khá là đẹp. Ngày chủ nhật ở đây chúng ta có Volvo XC60 phiên bản T8 giá ra biển khoảng hơn 3 tỷ đồng tại trường Việt Nam. Ngay bên dưới này thì chúng ta sẽ có một chiếc Porsche Cayenne. Đó, biển số 30K91991 luôn các bạn nhá. Đó, biển số định danh này anh em, nhìn mê chưa này. Porsche Cayenne biển số quá đẹp luôn. Và phía đối diện chúng ta có một chiếc Volvo XC40 các bạn nhé. Volvo XC40
Còn đây chính là một chiếc G63 AMG anh em này. Bây giờ em nó sẽ di chuyển luôn này. Biển 28266, ồ, biển 30L mới tinh luôn các bạn ạ. Thì ra Hà Nội bây giờ đã chuyển sang đầu 30M rồi. G63 AMG. Đẹp chưa? Tiếng bồ đấy con này. Rất nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta sẽ đến với một chiếc Maybach 62S con này. Biển số 56S08 0989, rất dài luôn các bạn nhá. Phía sau thì chúng ta có một chiếc Mac E này. Một chiếc BMW 5 series này. Mac C này. GLC này. Bên này có Lexus S250 này. Và phía góc này thì chúng ta có một chiếc G63 AMG này. Đó, G63 AMG với ngoại thất màu xám xám các bạn nhá. Biển 09889. Chiếc này thì mình cũng đã quay cho anh em khá là nhiều lần rồi anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ đến với những chiếc khác ở. Tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển tại đường Tràng Thi, Tràng Tiền. Ở đây thì có rất nhiều các chị em đi chụp ảnh. Đặc biệt là cái tuyến phố ở trong góc này này các bạn ạ. Như một thánh địa để chụp ảnh luôn. Đây là phố Nguyễn Khắc Cần. Không có một chiếc xe nào. Không có một chiếc xe nào đáng chú ý ở cái góc này. Chủ yếu là các chị em đi chụp ảnh thôi. Phần đuôi của một chiếc Volvo XC90 đời cũ bản T6 này. Chiếc này thì có cái ngoại thất màu xanh xanh xám xám. Chiếc 911 Targa 4S này.